Xin chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Tường Vy, năm nay 25 tuổi, làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ, công việc hiện tại của em làm kế toán vậy. Xin mời bên đàn trai nè. Dạ, lời đầu tiên cho phép em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Nam Thư, cùng bạn nữ kế bên. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Đức. Đức, em sinh ra và lớn lên tại Nghệ An. Năm nay em 31 tuổi. Em đang công tác và làm việc tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên vận tải và triển lãm anh. Kho kiểm hàng, xuất hàng, nhập hàng. Kiểm dạ. Kho này kia đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi, thủ kho với thủ quỹ là quan trọng lắm ha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi Đức. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình và biết phụ việc nhà. Dạ. Cái này là người đàn ông gia đình nè. Dạ. Rồi khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em thì em hơi bề bộn một tí. Mời đàn gái. Em ưu điểm là hoạt bát, dễ gần, biết nấu ăn dọn dẹp. Còn khuyết điểm là em chạy xe rất ổn. Mọi người mà ngồi sau xe của em là đều kêu là Vy chạy từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá. Cái rồi, này phải cái khắc phục liền nha em. Dạ. Rất là nguy hiểm á. Tính em nhiều khi nó cũng hơi tưng tưng á. Chắc là không ai để ý được em luôn. Rồi biết nhậu không? Dạ cũng sơ sơ chút chút. Trời ơi, nhậu mà chạy xe ẩu nó chắc chết quá. Để em chở đi. Đó, để em chở đi chưa? Có một lần em đi cà phê. Hôm đó là ngày 20 tháng 10. Cái mấy chị bạn rủ nhau đi cà phê. Em vô quán, em ngồi em uống nước bình thường. Quán người ta tổ chức chương trình là cuộc thi uống bia. Em ngồi em cũng lơ ngơ cái... Lúc người ta hỏi giơ tay ai lên tham gia chương trình em không biết. Cái nhỏ bạn ngồi bên đó, gì tự nhiên nó giơ tay em lên vậy luôn. Đứng ra xếp hàng, người ta phát cho mỗi đứa một chai bia, năm cô nữ. Bắt đầu thi, đếm 1, 2, 3. Em cầm hút, em hút một hơi một hết nguyên chai. Hôm đó là em thắng giải nhất. Dạ. Kêu trời, xấu hổ quá, kiểu vậy là không ai thèm để ý tới mình nữa luôn rồi. Mất hình tượng quá. Trời ơi, là từng thắng giải nhất trong một cuộc thi uống bia nha. Quá dữ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Trước giờ em quen hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em thì em bị cắm sừng. Em bị cắm sừng. Em quen cũng được hơn một năm rồi. Vô tình em đi em bắt gặp ngoài đường. Em im lặng em đi về luôn. Xong từ lúc đó giờ là chia tay luôn. Còn mối tình thứ hai? Dạ, mối tình thứ hai thì do tuổi tác anh. Bên nhà gái thì hơn em mấy tuổi. Còn nghiệp quá, coi như em tên Đức. Dạ. Đúng như số phận. Mà cái số em đen lắm anh. Cái lúc mà em lên đây á, thì em đi qua cái phòng tập gym. Thì em nhìn vào em thấy nhiều bạn nữ lắm. Tầm mười mấy người á. Cái em về em kêu em của em đi tập. Ở bên này có nhiều nữ xinh lắm. Hai anh em mình qua bên này đăng ký đi tập thì có khi lại kiếm được cô. Em vừa đăng ký đâu được 3 ngày á, mười mấy cô nghỉ hết luôn. Thôi cái số em nó vậy rồi. Ráng bữa nay. Dạ. Mình coi có duyên mới không nha. Dạ. Sao em nói tí xíu về tình trường của mình nè Vy. Từ nhỏ tới lớn giờ chưa yêu ai. Chắc có lẽ người ta thấy em giống bạn hơn là giống người để yêu á chị. Nhưng mà em có thích ai không? Không, cũng không thích ai luôn. Chứ vậy em cũng không có cảm tình, cảm giác gì với ai luôn hả? Hình như là coi phim ngôn tình với lại Hàn Quốc nhiều quá nên là chỉ thích mấy anh oppa thôi. Trời đất ơi. Nhưng ví dụ mình ra đường mà thấy trai đẹp rồi có thích không? À cũng có một lần đó chị. Hôm đó đi cũng đi cà phê về xong rồi đang đi trên đường. Thấy một anh Tây chở con bé Tây nhỏ. Em chạy theo em thấy thằng con nít ở ẩn sau dễ thương quá. Chạy theo bám đuôi. Trong khi đó là mình đang đeo khẩu trang kính mặt dày. Đến một cái con hẻm. Cái em thấy ảnh where you from, where do you live. Cái ảnh quay lại anh nói là mình biết nói tiếng Việt Nam. Rồi. Xong rồi cái chị ngồi sau xe nói em là con này mày nhục quá rồi, mày đi về đi, mày lái xe thiệt nhanh đi chứ không mày đừng để người ta thấy, người ta tưởng mày bám đuôi người ta. Em là theo thằng con nít chứ không phải là theo anh Tây. Tức là em thấy thằng cu làm sao hay là em bám theo thằng cu làm sao hay thằng cu làm trước? Cu đằng sau chứ anh. Vậy là anh thấy cảm giác của em nó có hơi bất thường. Bây giờ hỏi thật nè, em thấy con gái em có thích không? Dạ, không. Con trai cũng không thích mà con gái cũng không thích nữa. Không phải, con trai có thích nhưng mà chắc là chưa tìm được đối tượng. Không thích đâu. Tôi tức quá trời tức luôn cái cô này xong. Chào em. Trời ơi, dạ. Xinh dễ thương vậy á. Em không có cảm giác gì trơn hả? Em thường chú tâm vào việc khác hơn là chuyện tình yêu á. Em giờ có chứng kiến một cảnh nào mà hai bạn trẻ hôn nhau chưa? Thấy nhiều rồi chứ anh. Trong người em nó có sốn sang, nó có
khó chịu có gì không? Không. Mà trước giờ chưa yêu thì có nắm tay ai chưa? Dạ chưa. Chưa hôn ai luôn chắc luôn đúng không? Phải có nhiều bạn chứ mà không yêu ai luôn. Có nhiều bạn. Mà có ai theo đuổi em không? Không. 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 Em nghĩ chắc xấu quá ngoài này đi. Không có xấu. Không, em không có xấu bé. Em dễ thương nè, ừ. Nhìn hấp dẫn nè, ừ. Điện nước đầy đủ nè. Thôi cái này để hồi em có thể thử cảm giác của cô ấy thế nào nha. Bây giờ em muốn tìm một cái người chàng trai thế nào trong đầu của em, trong giấc mơ của em. Em thì ít điều kiện lắm. Em chỉ cần là cao trên 1m7, là từ 70 đến 85kg độ lại. Tính tình thì hiền lành, ừ. Thông minh và nói chuyện dễ nghe. Có muốn chọn biết nhậu không? Về nhậu chung. Không, em không thích nhậu. Nếu mà bên kia mà nhậu á thì em đấu cho thắng để cho khỏi nhậu. Anh không biết nhậu. Rồi. Bên đó là có ý kiến vậy rồi á. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên đàn gái? 98% rồi. Sao ông tự tin quá vậy? Ừ, để chị coi thử 98%. Dạ, em chào chị Nam Thương. Chào cưng. Chim bắt chào tay cưng. Chị cả. Ừ. Dạ. Chào em. Dạ. Trời ơi, mặc đồ ướt, đồ lịch sự dạ. Quá. Rồi, bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Mẫu bạn gái của em thì ngoại hình thì ưa nhìn một tí, biết chăm lo cho gia đình. Biết nhậu. Dạ, nhậu cũng biết được. Biết chạy xe. Thì nếu mà bạn ấy nhậu thì em sẽ chở. Tại vì em nhậu thì em ít khi em nhậu lắm. Tại vì chỉ có thí dụ như là đi đám tiệc thì em mới uống 1-2 ly thôi. Ừ. Còn mà thí dụ như mà kêu em đi nhậu thì hiếm khi đi lắm. Ừ. Mà đi là phải chở em về. Ừ. Có khả năng là tính tới mua nhà, mua cửa gì chưa? Dạ cũng có với anh. Em cũng tính là nếu mà lấy vợ thì em sẽ mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ rồi cắt cái nhà. Em đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em họ, rồi cho gặp em họ. Dạ chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và chào tất cả mọi người ạ. Trời em là anh Dương, em là em họ của anh Đức ạ. Chị bên này rất là dễ thương và chị một người rất là cá tính ạ. Nói chung là em thấy hợp với anh á. Cảm ơn em. Dạ. Tường Vy, hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với dì và em trai của em. Dạ chào Nam Thư, chào anh Quyền Linh và chào mọi người. Vy thì từ nhỏ đến giờ phải nói là được ba mẹ cưng chiều sướng hơn. Theo mình nhìn bạn nam này thì có lẽ là bạn tự lập từ nhỏ có dạ. Cái phần vất vả hơn. Cái cách bạn sống có thể là nó không hợp với Vy. Dạ. Theo gì thấy như vậy thôi. Còn hai bạn khi mà gặp nhau cái nhìn đầu tiên nó như thế nào đó thì hai bạn quyết định. Dạ. Rồi cảm ơn dì. Đó là ý kiến của người thân. Dạ. Còn hai bạn quan trọng là gặp nhau cảm nhận thế nào thôi nha. Dạ. Mở rào. Chào em. Dạ. Xin tặng em. Em chào anh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh là một người khá là chín chắn và có cái gì đó trưởng thành và không có năng động hoạt bát như là em. Không biết ý anh ấy về em thì như thế nào? Anh thấy em dễ thương. Xinh gái, vui vẻ. Có dễ nhìn không? Có. Sao em thấy em xấu quá à? Anh còn nhớ về người cũ không? Không. Không. Tại vì cũng hơn 2 năm rồi. Mình có hẹn hò á. Thì em cho anh một cái thời gian địa chỉ rõ ràng. Rồi xong rồi anh sẽ thu xếp. Một tuần gặp nhau mấy lần? Thì cũng tùy. Dạ. Ví dụ như là tuần này em được nghỉ một ngày, hai ngày thì anh sẽ dành những cái thời gian đó cho em. Thì cũng được. Nói đi, nói nhìn bạn gái nói đi. Dạ. Em hơi run tại vì bạn ấy dễ thương. À, và nếu như mà chúng ta tiến tới hôn nhân thì anh sẽ làm gì cho em hạnh phúc? Nói đi. Thì anh sẽ làm tất cả vì em. Trời ơi, một cái câu nói hết sức quen thuộc, một câu nói hết sức là học thuộc lòng luôn. Ừ, thiệt chung á. Chung vậy đó. Đúng rồi, anh Linh. Hồi nãy cô gái nói là cô không cảm xúc với nam, đúng không? Gặp dạ. Ai cũng không thích không cảm xúc với nữ. Bây giờ mình cho nắm tay, mình kiểm tra cảm xúc nè. Mình nắm tay nhau, mình kiểm tra cảm xúc nè Vy. Thử em nhìn có cảm thấy gì sao nhau, không? Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đấy, hai đứa nhìn 30 giây để xem cảm nhận thế nào về cái người đối diện. Cứ nhìn thẳng vào mắt nhau đi. Nó có đó. Rung động gì chút xíu gì không? Đúng rồi. Hãy nhìn nhau cười thật tươi, thoải mái lên. Em rung anh đúng không? Rồi buông ra, được rồi, được rồi, được rồi. Sao Vy, em thấy sao Vy? Em cảm thấy ảnh là một người rất là tình cảm. Ờ dạ. Con mắt ướt. Mắt ướt. Dạ.
Hồi nãy giờ em quên, em có món quà em muốn tặng cho bạn gái. Em nhắm mắt lại. Trời! Anh xin nguyện suốt đời yêu em. Để tay mình nút bấm đi. Em bé. Vi và Đức có 3 tiếng đếm. Suy nghĩ và quyết định. Tỏ tình với nhau cũng có rồi. Đây là giây phút quan trọng. Chuẩn bị nha. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng em. Rồi, hai bạn nắm tay nhau đi nè. Như vậy là có cảm xúc rồi đúng không? Nói chung là em nhìn thấy sự chân thật ở trong ảnh. Đúng rồi. Vậy thì hôm nay em nói với lại bên đàn gái đi. Em xin phép gì là cho con được hẹn hò với Vi. Dạ. Và cho con thơm gái. Để chứng minh nè. Dạ.